vị và các bạn thân mến, Hoa hậu siêu quốc gia năm 2019 sắp sửa chuẩn bị khởi động những ngày đầu tiên của chuỗi hành trình cuộc thi tại Ba Lan. Hoa hậu Ngọc Châu, đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này, đã chuẩn bị đầy đủ trang phục và tinh thần để sẵn sàng thi đấu. Về trang phục dân tộc của Ngọc Châu trong cuộc thi, mới đây nhà thiết kế Lê Long Dũng đã tiết lộ bản vẽ hoàn chỉnh đến người hâm mộ. Dòng trạng thái trên trang cá nhân của nhà thiết kế Lê Long Dũng đã hé lộ cho khán giả và người hâm mộ bản vẽ của National Custom dành cho Ngọc Châu tại Miss International năm 2019 với tên gọi Lạc Vũ, vũ điệu của ao làng. Ngay lập tức bài đăng đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới mộ điệu và khán giả cũng như cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều dành lời khen cho mẫu trang phục dân tộc lộng lẫy và cầu kỳ không kém phần tinh xảo này. Khắc họa hình ảnh văn hóa Âu Lạc qua từng chi tiết rất kỳ công. Theo như bản vẽ được nhã hàng, thì từ chi tiết chiếc mấn cho đến phần thân của thiết kế được đo ni đóng giày để Ngọc Châu tự tin sải bước trên sân khấu của Miss International năm 2019. Nổi tiếng là một nhà thiết kế mát tay khi luôn dành hết tất cả nhiệt huyết của bản thân cho những đứa con tinh thần đi thi thố tại những đấu trường nhan sắc lớn bậc nhất hành tinh. Nhà thiết kế Lê Long Dũng chia sẻ, đã 3 năm kể từ ngày Việt Nam đoạt giải Best National Custom tại Miss International, sự tái ngộ lần này có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Anh còn cho biết, bộ trang phục này là kết tinh toàn bộ những tinh hoa trong quãng đường thiết kế hơn 20 bộ trang phục dân tộc cho các đại diện Việt Nam trong 10 năm qua. Tại đấu trường nhan sắc Miss International này, vào năm 2016, nhà thiết kế Lê Long Dũng đã giúp Khả Trang giành lấy danh hiệu Best National Custom. Với sự đầu tư kỹ lưỡng và có một thời gian dài để chuẩn bị, cũng như trau dồi thêm những kỹ năng, Ngọc Châu được mọi người kỳ vọng sẽ tiếp bước những đại diện trước đây của Việt Nam tại Miss International khi tên mình vào danh sách những ứng cử viên nặng ký của đấu trường nhan sắc này. Bằng chứng cho thấy, cho dù cuộc thi chưa khởi động, nhưng Ngọc Châu đã lọt vào top 16 người đẹp có sức ảnh hưởng nhất cuộc thi năm nay, dựa vào bình chọn của khán giả trên app chính thức của ban tổ chức. Theo lịch trình dự kiến, Ngọc Châu sẽ mang chuông đi đánh xứ người tại Ba Lan vào ngày 16 tháng 11. Hoa hậu siêu quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 11. Đêm chung kết với chiếc vương miện mới sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 12. Bạn có nghĩ rằng Ngọc Châu sẽ mang sự vẻ vang về cho Việt Nam tại cuộc thi năm nay? Hãy chia sẻ ngay dưới phần bình luận này nhé. Và đừng quên nhấn subscribe kênh Tuổi Trẻ Việt TV để theo dõi những thông tin mới nhất.